Hận thù khiến người không quên chiến đấu, nhưng nếu trong lòng chỉ có hận thù, ngài rồi sẽ lạc mất phương hướng.
lửa thiêu thổi trên đất Phi Châu. Các chiến binh của chúng ta sẽ sống mặt xem người mà ta đánh bại. Quả xem người mà ta đánh bại. Sao ngươi nghĩ mình có cơ hội? Quả là kiếm thuật để đánh bại một kẻ địch, học binh pháp để đánh bại cả đội quân. Xem người mà ta đánh bại. Các chiến binh của chúng ta sẽ sống lại. Ta muốn cây. Thank you.